David Dương, mới chắc thì mới nói chuyện với cái ông Lân nè. Sư cô nói đó, sư cô mới gặp ở ngoài sao chùa. Sư cô nói hôm trước thấy ông Lân ổng đi. Dạ. Thì cô biết thì không có về gặp được. Mô Phật. Dạ. Rất là tiếc. Dạ, hay quá. Mà dạo này thấy mình có vẻ khỏe mạnh hơn, hào phóng hơn nhiều đúng không? Có thể là dạ. Thì cùng theo dõi những lời tâm tình của sư cô gửi đến Phi Nhung. Dạ, con mời sư cô ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết sư cô xin trân trọng kính lời thăm đến tất cả quý khán thính giả, quý vị đồng hương Phật tử xa gần, đặc biệt là đại gia đình của Facebook. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay lý do mà sư cô có mặt tại chùa Hội Quang trên đường Westminster, thành phố Westminster, cùng với trung tâm Thúy Nga để thắp một nén hương để đưa tiễn hương linh của ca sĩ Phi Nhung pháp danh Tịnh Bình về nơi cõi Phật. Thưa quý vị, sư cô cũng rất là ngậm ngùi, cũng như tất cả quý khán thính giả thương tiếc. Đặc biệt là sư cô đến đây để chia sẻ cái sự mất mát ra đi của Phi Nhung cùng với gia đình, con gái Wendy và gia đình của Phi Nhung, người thân của Phi Nhung, cũng như đài gia đình Thúy Nga. Bởi vì sư cô là một thành viên, là một nhà tài trợ của Thúy Nga Paris nhiều năm. Sư cô cũng có đôi lần tâm sự gặp gỡ ca sĩ Phi Nhung trong thời đó. Và sư cô cũng là một thành viên của Việt Face TV hiện giờ. Cái sự ra đi của Phi Nhung để lại sự thương tiếc biết bao nhiêu người khán thính giả. Bởi vì một ca nghệ sĩ đa tài, đa dạng, sư cô đến đây cũng như là chia sẻ cái sự mất mát cùng với đại gia đình Thúy Nga. Paris đã mất đi một người ca nghệ sĩ tài năng, và cô luôn luôn lúc nào cũng xin đốt nén hương lòng ngày hôm nay để cầu nguyện cho hương linh của Phi Nhung được nhẹ nhàng siêu thoát, để về Tây Phương Cực Lạc, để về với Đức Phật nhẹ nhàng thanh thản ra đi và nhẹ nhàng tâm linh và giải thoát. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nhớ mãi con người đa tài này mà cô đã để lại bao nhiêu tác phẩm trong cộng đồng, trên thế giới này, trong đó có khán giả và có sư cô. Một lần nữa sư cô cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho hương linh của cố nghệ sĩ ca sĩ Phi Nhung pháp danh Tịnh Bình được tiếp dẫn đạo sư, đưa chư hương linh của ca sĩ về nơi cõi Phật. Và sư cô xin cầu nguyện cho tất cả quý vị khán thính giả, quý vị khắp nơi được nhiều sức khỏe, an vui, nhẹ nhàng và thành công trong đời sống của quý vị. Và cũng xin nhắc nhở quý vị rằng mình đời sống nó rất là ngắn ngủi và cuộc đời nó vô thường. Quý vị thấy rồi, đây là cái hình ảnh mà chúng ta hãy nhìn lại với nhau. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng trân quý những thời gian gặp gỡ. Chúng ta gặp nhau cũng là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên chúng ta nên có những lời nhẹ nhàng, trân quý, và chúng ta tránh đi những cái hận thù và giận hờn hơn thua, để rồi chúng ta sẽ hối hận trong đời này. Sư cô hy vọng là chúng ta học được bài học khi ca sĩ Phi Nhung nằm xuống và vĩnh viễn ra đi trong tuổi 52 tuổi. Đó là cái điều trước mắt, bài học cho chúng ta. Cũng như Đức Phật đã dạy rồi, cuộc đời vô thường, có sinh và có tử. Cho nên đây là cái điều mà sư cô rất ngậm ngùi. Cho nên hôm nay
người ca sĩ đầu tiên mà sư cô đến với chùa Huệ Hoang, Huệ Quang để thắp một nén hương để tiện đưa cô. Một lần nữa sư cô xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và sự thương quý, trân trọng của quý vị dành riêng cho sư cô. Sư cô xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Dạ thưa kính thưa sư cô, sư cô khi nói đến sư cô Bích Liên thì người ta biết ngay đến vấn đề sư cô làm từ thiện rất là nhiều, không những ở Mỹ không đâu, mà ở Việt Nam sư cô rất nhiều người biết điều đó. Và cũng vậy, ca sĩ Phi Nhung là ca sĩ hải ngoại, cũng có gia đình bên này, nhưng mà cô ấy đã bỏ đã để lại gia đình bên đây và về Việt Nam để mà lo những cái công tác từ thiện bên đó. Và đặc biệt là trong mùa Covid này, ca sĩ Phi Nhung lại ra đi khi mà mình đang làm cái việc thiện đó nữa. Thì với góc nhìn của người làm từ thiện như sư cô đó, và nhìn về một ca sĩ mà dám dấn thân như tại như thế đó, sư cô thì sư cô có cảm tưởng gì ạ? Thưa quý vị, sư cô rất là ái mộ cô Phi Nhung, bởi vì cô có một cái tâm Bồ Tát, cũng giống như công việc sư cô hiến dân cho đời, cho xã hội, cho cuộc sống này mà quên mình. Cô nghĩ đó là cũng cái hình ảnh và cái tâm rất tốt mà cô mến quý cô Phi Nhung, cho nên cô đến đây ngày hôm nay. Đó cái là tâm nguyện của cô, và như quý vị thấy cô làm bằng cái tâm, cái cuộc đời của cô làm vì cái tâm của cổ, cho nên cổ gánh vác chia sẻ những đứa con mồ côi bất hạnh, những cái bài hát của Phi Nhung chiên chở những cái sự trang trải, những cái sự thật trong đời sống của cô cũng như tất cả quý vị. Trong đó sư cô nghe những nhạc phẩm của cô chuyên trải đó, sư cô cũng rất là ngậm ngùi và quý mến. Cho nên đó là cái điều hình ảnh tốt của một người ca sĩ để lại trong lòng khán giả và tất cả chúng ta, trong đó có sư cô. Cho nên sư cô rất là trân quý và tán thán những cái công đức, công hạnh mà nữ ca sĩ Phi Nhung đã đóng góp cho đời, cho xã hội, cho gia đình và bản thân của cô. Đó là cái điều mà sư cô rất trân quý. Nhưng mà cũng có bây giờ Em đang chờ sư cô để nghe có cũng có cái hình chương trình mà Phi Nhung, nhưng mà như là ok có gì kêu nó em nó hợp tác quen như người hâm mộ ở đây. Đầu tôi gặp Phi Nhung và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp. Kính thưa quý vị khán giả, hiện giờ sư cô Bích Liên đang đi vào chánh điện để viếng di ảnh của ca sĩ Phi Nhung bên trong. Đây sư cô lễ Phật nha. Đấy, khi cô vô trong lễ Phật xong rồi sư cô ra. Dạ vâng sư cô. Kính thưa quý vị, hiện tại thì sư cô đã vào chánh điện của chùa Huệ Quang và sư cô đang lễ Phật. Dũng nghĩ rằng một chút xíu nữa thì Tiến Dũng sẽ nhờ sư cô đứng trước di ảnh của chị Phi Nhung và sư cô sẽ gửi lời tâm tình cùng chị Phi Nhung trong ngày hôm nay. Dạ thưa sư cô, mặc dù đã nói về chị Phi Nhung ở ngoài trước rồi, nhưng mà khi vào đây đó sư cô, thì sư cô đứng trước di ảnh này, chạm tay vào di ảnh thì lòng sư cô nghĩ gì ạ? Sư cô rất là ngậm ngùi nhìn thấy di ảnh của ca sĩ Phi Nhung, rất là thương. Và thưa quý vị, sư cô chỉ biết rằng
tiếc cho một người nghệ sĩ trẻ đa tài phải ra đi với cái tuổi 52. Không chỉ riêng một mình sư cô mà hàng triệu người khán giả đã thương tiếc khi nghe tin Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng. Và kể từ đây chúng ta sẽ không còn gặp Phi Nhung như ngày nào để nghe tiếng hát trực tiếp của cô nữa. Sư cô cầu nguyện chư Phật mười phương tiếp dẫn chư hương linh của ca sĩ Phi Nhung pháp danh Tịnh Bình sớm về Tây Phương Tịnh Độ và Đức Phật. Phi Nhung hãy nhẹ nhàng thanh thản đi ra đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái thưa quý vị, trước mặt quý vị là anh Dũng Tyler, một bộ show rất là nổi tiếng. Anh cũng đang lễ Phật và đến viếng ca sĩ Phi Nhung trong ngày hôm nay. Đây không lâu thì hai anh em mình đứng cạnh bên quan tài của anh Chí Tài để nói lời vĩnh biệt, thì ngày hôm nay thì gần như là không khí cũng giống như vậy. Anh là một bộ show, anh là một người nghệ sĩ. Lần nữa trong cái không khí đau buồn này thì cảm tưởng anh như thế nào thưa anh? Một năm nhiều mất mát, và Dũng cũng xin gửi lời chào khán giả của kênh. Em nhắc lại vấn đề anh Tài thì cho thấy là nghệ sĩ anh em chúng tôi, thế giới của chúng tôi một năm thật sự là quá nhiều mất mát, và chúng tôi bắt đầu trân trọng hơn từ lời ăn tiếng nói, từ cái cách mà đôi khi anh em chúng tôi cứ cho rằng nó là một cái điều mà ở luôn luôn bên cạnh của chúng ta, và thật sự là chợt tỉnh ra thì mình thấy là nó mong manh hơn mình nghĩ. Cái sinh lão bệnh tử là cái nhịp cầu mà không ai tránh được, ai cũng sẽ phải bước qua. Nhưng mà cái sự ra đi của Phi Nhung thì phải nói là cho tới ngày hôm nay anh em chúng tôi vẫn chưa có chấn chỉnh được, chưa có chấp nhận được cái sự thật là em nó đã ra đi. Em nhắc tới anh Chí Tài thì cũng là một người anh ra đi đột ngột. Phi Nhung thì cũng có một cái sự chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ, không ai ngờ lại là người tính không bằng trời tính. Thì đây là thực sự cho tới ngày hôm nay thì anh em chúng tôi phải nói là vẫn còn đang rất là đau buồn, đau xót. Nhưng được cái sự an ủi là Phi Nhung ra đi trong cái sự thương tiếc của hàng triệu con tim trên thế giới, thì cái đó là ấm lòng cho một phần nào cho người quá cố. Kính thưa quý vị, nãy giờ Tiến Dũng nhắc với anh Dũng này về anh Chí Tài, lý do là trong cái ngày tang lễ của anh Chí Tài, hai anh em chúng tôi đứng cạnh bên, và nhất là cái đoạn đẩy quan tài vô đó thì quý vị nghe và thấy cái hình đó, là đó là cái tay của anh Dũng và của Tiến Dũng. Dạ thưa anh, khi nói về ca sĩ Phi Nhung, bản thân anh là bầu show đó, thì anh cho biết những cái kỷ niệm nào đối với anh ấn tượng nhất khi mà nghĩ về Phi Nhung thưa anh? Ai cũng có kỷ niệm với Phi Nhung, nhưng mà nếu mà nói về bầu show thì nhiều người không biết, có thể là người bầu show đầu tiên mời Phi Nhung đi hát là Dũng. Tại vì Phi Nhung, Dũng bắt đầu bước vào ngành show là năm 96, thì năm 97 đã nghe tiếng hát của Phi Nhung, và bắt đầu 98 là mời Phi Nhung cộng tác. Cho nên thành ra anh em cũng có nhiều cái kỷ niệm nhiều lắm, thăng trầm nhiều lắm. Nhưng mà những cái điều đó là nó giữa anh em chúng tôi. Và chúng tôi chỉ nói rằng là làm con người không ai hoàn hảo, nhưng mà Phi Nhung là một người tuyệt vời. Ở từ cái tính chất, và một người đi hát với tính cách luôn luôn muốn chia sẻ, san sẻ và không có muốn hơn thua. Có một điều đó nữa là Phi Nhung cũng giống anh Chí Tài, là không có muốn hơn thua, luôn luôn muốn mỗi khi mà có những cái mâu thuẫn hay những cái gì đó, Nhung hay muốn làm lành, làm hòa và xoa dịu đi. Thì cái đó là cái điều mà hai anh em họ giống nhau, là anh Tài cũng như thế đó, là Phi Nhung cũng có được cái nét đó. Thưa anh, đặc biệt là đối với anh và chị Phi Nhung sẽ giống nhau một cái điều là người con lai, đúng không ạ?
với anh với chị thì có những điểm gì giống nhau không khi khi nghĩ về vấn đề đó? Nhưng mà dù sao đi nữa anh và chị đều thành công ở bên Mỹ này. Cái điều này là Dũng không muốn nói, đáng lẽ là bữa nay Dũng đến thắp hương Dũng định nói một phần nào, nhưng mà khi muốn thấy cái hũ tro cốt của Nhung thì Dũng ngưng đó. Dũng là cái người sống cảm xúc nhiều cho nên Dũng không có nói được. Nhưng mà thật sự là từ những ngày đầu là anh em chúng tôi đi show, anh em chúng tôi hay chia sẻ nhau, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh với lại Dũng đều là con lai. Có một cái là anh em, những người con lai thì chúng tôi thường thường hay thiếu thốn cái tình cảm, và chúng tôi sống rất tình cảm và chúng tôi hay bù đắp với người ta bằng tình cảm. Và có một phần vì thế cho nên tuy là Dũng là người làm kỹ sư nhưng mà cũng bước qua thích làm nghệ thuật, vì ở trong cái nghệ thuật mình thấy mình chia sẻ, mình san sẻ được cái tình cảm và mình tìm được sự cái sự tình cảm đến từ bên ngoài. Cho nên những người mà mang hai dòng máu hay con lai như anh em chúng tôi thì hay có cái điều đó, cái điều chung với nhau. Thì Mạnh Quỳnh cũng là con lai, Mạnh Quỳnh cũng cái phần đó, cho nên thành ra tôi cũng có nói cái điều này. Thì hôm nay bạn nhắc lại thì tôi cũng muốn nói là Phi Nhung cũng như thế, hát đầy hết với lại cái cảm xúc, cái tình cảm rất là nhiều. Cái điều đó một phần nào là chúng ta thấy được qua cái giọng hát. Có nhiều người thì họ hát rất kỹ thuật, rất là vuông vức, rất là tròn, rất là đẹp, nhưng mà cái giọng hát mà nói là truyền cảm tình cảm thì tôi nghĩ là ai cũng cảm nhận được cái phần này từ tiếng hát của ca sĩ Phi Nhung. Thì là cái đó là Nhung hát chạm vào con tim của chúng ta từ cái lời hát, thì cái đó là cái điều, cái nét đặc điểm về tiếng hát Phi Nhung. Dạ thưa anh, thì cho dù đau buồn nhưng mà cũng là người đi thì cũng đã đi rồi, người còn lại đó là Wendy. Nhân cơ hội này xin anh gửi lời với Wendy nói riêng cũng như là gia đình của chị Phi Nhung nói chung thưa anh. Wendy có thể là chú Dũng hay là cậu Dũng chưa có nói chuyện với cháu nhiều, nhưng mà từ bé thì lúc mà từ lúc con ra đời thì mẹ con cũng có chia sẻ với cậu Dũng nhiều về những cái lo âu, những cái hoài bão mà mẹ muốn từ con, mẹ con hãnh diện vì con. Nếu mà cái điều mà chú có thể, cậu có thể nói lại với con là chúng ta cái thân xác này chúng ta chỉ có vay mượn thôi ở cái cõi này. Mẹ, thân xác của mẹ, mẹ đã không còn nữa, nhưng cái năng lượng của mẹ là nó đang, mọi người nó đang chuyển tải hết cho mọi người. Và chú Dũng hy vọng rằng con sẽ một phần nào nắm được cái phần năng lượng của mẹ để tiếp tục san sẻ, chia sẻ với mọi người, và họ sẽ cảm nhận được cái điều này. Con nhìn vào cái điều này mà con hãy ấm lòng, hãy vui là mẹ luôn luôn ở bên cạnh con, và mẹ muốn tràn giao cái năng lượng đó lại cho con. Dạ, cho nên con chọn cái nghề y tá thì con cũng một phần nào cũng giống mẹ con là san sẻ và chia sẻ và giúp đỡ, thì cộng thêm cái năng lượng của mẹ nữa thì cậu Dũng nghĩ rằng Wendy sẽ làm được rất nhiều điều, giống như một phần nào nối tiếp theo cái nguyện vọng của mẹ con. Và cái tình thương đó, chúng ta ra đi chúng ta đem hết tất cả, chỉ còn tình thương ở lại và kỷ niệm nó sẽ ở lại. Và kỷ niệm của những người thương yêu mẹ Nhung của con là sẽ không bao giờ phai hết, nó luôn có một cái góc, một cái chỗ đứng ở trong cái đời sống và cái ký ức. Còn về cái sự mà chúng ta nói thương yêu thì Wendy cũng đã thấy rồi. Luôn luôn chúng ta sống trên đời này thì chúng ta, nhất là người của công chúng, chúng ta có người thương, có người yêu, có người ghét, có người không thương, chuyện đó bình thường. Nhưng khi chúng ta đứng ở ngoài ánh đèn sân khấu thì chúng ta cũng thấy được những gì còn lại, những ngày đông lại là chúng ta thấy là luôn luôn Phi Nhung vẫn là Phi Nhung. Ở trên bầu trời nhiều ngôi sao thì một cái ngôi sao mang tên Phi Nhung sẽ không bao giờ bị mờ đi trong lòng của khán giả và trong lòng của những người yêu thương Phi Nhung, dù cho là không còn nữa. Giờ phút này mình và bạn vẫn chưa có một tác phẩm chung với nhau trên sân khấu. Tuy rằng kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ là tới khoảng 4 giờ chiều rồi, nhưng mà dòng người vẫn tiếp tục đến. Là những người bạn đầu tiên khi mà bạn về Việt Nam để cùng mình kết bạn trên kênh. Hồi nãy em gặp chị Vân và nghe nói rằng anh cũng mới làm xong về, và đặc biệt là anh cũng là người con lai giống như chị Phi Nhung nữa. Cảm tưởng của anh khi mà anh đến thắp hương trong ngày hôm nay thưa anh. Dạ thì trước khi mà Phi Nhung đang còn ở bên Việt Nam á, mà nghe nói mà bệnh á,
thì trong lòng em nói thiệt quá, nói thiệt là rất là khó chịu, tại cũng là cùng một dòng máu lai với nhau, em hiểu được cái nỗi khổ đó. Mà em ở bên đây em có đi cầu nguyện cho Phi Nhung, em có đi tới mẹ con sò nữa, em có cầu nguyện nữa, em cầu nguyện cho Phi Nhung để mà vượt qua những cái bệnh đau, để về lại với lại sống với con cái sau này. Nhưng mà em không có nghĩ rằng là Phi Nhung đi quá sớm, em không có nghĩ như vậy hả. Mà trong thời gian mà Phi Nhung bệnh, em nói thiệt với anh chứ em không cách nào em đi làm, em cảm thấy mình cái trong đầu óc mình nghĩ hả, không có thể nào mà một người mà khỏe mạnh như vậy mà đâu có thể nào đi được hả. Thì em nói thiệt, dù sao là có một con lai với nhau hả, em rất là đau buồn và rất là đau xót. Em cũng mong cho Phi Nhung đi lên ở trên cõi hằng ở trên đó để mà cuộc sống nó rất bình an thoải mái. Dạ thưa anh, chi tiết mà anh với chị cũng cùng giống nhau cái chỗ là người con lai, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cũng qua được đất Mỹ rồi, và các anh cả chị cũng là những người thành công trên đất Mỹ rồi. Bây giờ nếu mà có lời nói gì có thể nói được mà anh có thể nghĩ rằng chị Phi Nhung nghe được, anh sẽ nói điều gì? Dạ em nghĩ được Phi Nhung nghe được những cái điều mà Phi Nhung ơi, em đã làm những cái gì mà em đã làm được rồi, em đã làm hết những cái gì em đã làm rồi. Bây giờ anh chúc em, nếu mà em có ra đi hả, em chúc em mọi một sự là được thoải mái và được sống cuộc sống cho riêng em hả. Còn bây giờ là em đã làm những cái gì em đã làm được hết rồi, hoàn toàn em đã làm được hết rồi.